Đây là top top pass Ecologui Sapa, là một trong khu nghỉ dưỡng bậc nhất được bình chọn bởi nhà báo của Mỹ. Hòa ơi, đây là chỗ này đẹp này Hòa ơi. Ở dưới kia là bể bơi với cả nhà. Ủi dụng bậc thang kia đẹp quá mà bị ấy rồi. Mày đứng ở đây này. Đây đây đây, chụp cho mẹ cái cảnh này đã không? Đây nhá. Để nguyên như này xong bấm nút trắng nha. Yes. Để nguyên như này xong bấm nút trắng. Đây. Để nguyên như thế xong bấm nút trắng. Ra mình mặc cái váy trắng kia chưa mặc lần nào ấy. Có một cái váy trắng chưa mặc lần nào ấy, chụp ở cái chỗ này quá đẹp luôn, váy trắng. Váy trắng cây khô. Rồi. Bạn nào. Pin yếu. Con ba lấy cục sạc dự phòng nhá. Mày lấy sạc dự phòng không? Thôi. Mày lấy sạc dự phòng không? Con có mang. Con mới có từ sáng đã ấy rồi, đừng có tắt vội. Đây quay thằng này chụp một cái, tắt thằng này nữa. Thế kìa, đằng kia có cái chỗ bếp bếp. Nó lung. Không biết người ta làm bánh rồi. Lấy chút đấy, chụp cái view này nào. Đây, mẹ đứng ở cái chỗ cột cột đi kìa. Đứng ở đấy chụp cái góc này. Nghe thế thì phải sang tận đây. Đứng đây, lúc nãy bị nhìn đứng ở đây nhìn ra đây thì mà thẳng cái đường ra hoa này này. Không có bê tông kìa. Đứng ở giữa đi. Mẹ đừng chở 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 gì ấy. Đứng ở giữa, chụp hai cái hàng hoa này với cây thông ở sau kìa. Rồi. Đó xem nào.